Xin chào các bạn, lại là Huy đây. Hiện tại thì Huy đang có mặt ở một khu dân cư ngụ tại Gò Vấp. Và Huy từ công ty qua đây thì nãy giờ mưa sắp mặt hai thằng luôn. Và ngày hôm nay Huy tiếp tục mang đến cho các bạn một chiếc xe độ. Và chiếc xe độ này thuộc sở hữu của Đường Thực Hiện chứ, phải gọi là Đường Thực Hiện, từ anh Đoàn David Cassin. Nếu các bạn yêu thích những bản độ của ảnh thì các bạn có thể liên hệ cho ảnh để dọn nha. Và quay lại vấn đề, đây là chiếc Vít 125 đời đầu luôn nha các bạn, là sau 110 xong tới 125 mà nó đời đầu, là trước cả Lít 125 mà đời 2017 luôn. Và rất nhiều món đồ chơi giá trị được gác lên nó. Và bây giờ Huy với các bạn sẽ tìm hiểu để xem gác lên thế nào, hiệu năng của nó mang lại ra sao và giá của nó như thế nào. Và trước khi bắt đầu video clip thì các bạn đừng quên thao tác like, subscribe và nhấn chuông để Huy và ekip hai bánh có thêm động lực để thực hiện những video khác. Và một điều nhỏ nhỏ Huy muốn chia sẻ với các bạn, đó chính là Huy sẽ chèn Facebook của Huy phía bên dưới cái đoạn clip này. Và nếu các bạn là những chủ sở hữu những chiếc xe độc đẹp lạ thì các bạn có thể liên hệ với Huy, Huy sẽ đến với các bạn ngay. Còn bây giờ thì tìm hiểu nó thôi. Để cho các bạn dễ hình dung hơn thì Huy sẽ nói về xíu về thiết kế bên ngoài của nó. Và đây là bộ tem zin của chiếc 125 lít 125 luôn các bạn. Màu trắng, màu cam và màu xanh, hoàn toàn là không có thay đổi gì nha, bộ tem zin của nó luôn. Và cả dàn nhựa cam cũng vậy, rất được bạn của các bạn ưa chuộng trong những cái mẫu Vario nè, mẫu lít mới hiện tại luôn. Và bây giờ Huy sẽ tìm hiểu đầu tiên về phần đầu, nhìn rất đơn giản nhưng mà rất giá trị luôn các bạn. Ở đây Huy thấy được là một cụm Rambo RCS19 phiên bản Corsacosta. Về mẫu cụm này thì Huy xin phép các bạn là nói xíu về những hiệu năng của nó mang lại so với cụm Rambo RCS phiên bản thường. Là ngoài ra thì nó còn có 3 chế độ tùy chỉnh, đó là chế độ tùy chỉnh phiên bản thường để các bạn gọi là chạy đường phố nè, thì các bạn bóp phanh thì nó sẽ có một xíu gọi là chế độ chờ, sau đó thì nó mới thực hiện thao tác là bóp sát luôn, rất là an toàn. Còn đối với chế độ thể thao thì dành cho các bạn mà đi tour này nọ nè, các bạn chạy tốc độ cao ở đường trường thì khi mà các bạn bóp vào á thì nó cái chế độ chờ nó ít hơn so với chế độ đầu tiên hồi nãy Huy nói là chế độ thường, thì lúc này thì nó sẽ là giúp có miếng xíu rà phanh giúp cho các bạn cũng an toàn hơn. Và cuối cùng là chế độ racing, chế độ này thì để dành cho các bạn chạy trong đường đua, mà bởi vì cái hiệu năng nó ghê lắm, bóp cái là cứng liền, bởi vì các bạn không biết xử lý, tốt nhất là chúng ta không nên sử dụng cái chế độ này. Và giá của cùng Rambo này là khoảng 8 triệu đồng. Bên cạnh đó thì Huy thấy một cái điều rất đặc biệt, bình dầu AM. Và đây là phiên bản bình dầu mới nhất đây các bạn, và không có hàng phay. Đối với phiên bản cũ có hàng phay, nhưng đối với bình dầu AM thế hệ mới không có hàng phay. Và chúng ta có thể nhận diện được cái bình dầu này là các bạn có thể thấy đây, trên nắp bình dầu có chữ AM đó, rồi factory gì đó, rồi Warren USA only dot gì wrap gì full gì đó. Nói chung cũng không hiểu cho lắm, các bạn có gì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và cái mà chúng ta có thể nhận diện được đó chính là nó còn có thêm một cái bát để chúng ta có thể bắt như zin trên những các cụm luôn, để chứ việc là tháo cái bình dầu hay là tháo cái cụm nó ra rồi xong bắt lên trên cái cụm đồ chơi này. Và cái bát này cố định ngay con ốc gió luôn các bạn, rất tuyệt vời. Và giá của nó là khoảng 3 triệu đồng, kinh khủng. Ở đây Huy còn thấy được một cái cụm Acti. Và mẫu cùm này thì nó có một dây ga thôi, đáng nó cũng có hai ống ga như cùm Domino, nhưng mà tháo ra một ống rồi chứ còn một ống ga titan thôi ở đây Huy thấy. Và không những là nó nhìn nó đơn giản, nó gọn hơn Domino nha, mà nó còn mang lại cái hiệu năng là rút ngắn hành trình ga để các bạn gia tốc nhanh hơn. Và cái bộ cùm này cũng khoảng là 3 triệu đồng. Và khi mua thì nó sẽ bộ cùm có thêm dây ga và có cả là ống ga và bao tay của Acti luôn, nhìn rất đẹp. Rồi, bây giờ Huy sẽ nói xíu về bên cùm Koken này. Nói về cùm Koken này thì đây là cùm thắng đến từ một thương hiệu đến từ Nhật Bản, vì nó cũng mới thôi. Nhưng mà nó cũng rất được anh em chơi xe ưa chuộng bởi vì cái thiết kế của nó nhìn rất sắc sảo. Nước nhôm nè, rồi được nhỏm với các bạn, nhìn nó 90% là như mấy phiên bản mà Rambo Billet luôn. Cái tay nhìn rất là đẹp. Và một điều mà Huy quên nói với các bạn, đó chính là cái tay Rambo này, đây là tay Koken luôn, được gắn qua để cho nó phù hợp với bên này, nhìn nó gọi là nó cân xứng hơn. Và cái tay Koken này có giá là khoảng là 10 triệu đồng. Đây là phiên bản V2 các bạn, V1 thì rẻ hơn khoảng 8 triệu đồng mà thôi. Và nhìn rất là đẹp, tuyệt vời. Ở đây thì Huy cũng thấy được một cái kính nữa, kính H2C. Kính này Huy cũng không nhớ giá nữa, nhưng mà chỉ biết là nó có thể xoay được 360 độ. Và cấu tạo bên ngoài là nhôm CNC nguyên khối. Và shop hai bánh có bán, có hạt, các bạn có thể tham khảo chi tiết trên shop hai bánh nha.
nhiều chi tiết đã được thay đổi luôn. Đặc biệt là bánh mâm zin đã được thay thế bằng bánh căm. Và nếu bánh mâm zin là chỉ có 14 inch thôi thì bánh căm này tới 17 inch lận. Mà nhìn nó nhỏ rê luôn các bạn. Chạy chắc gia tốc nhanh hơn rất nhiều. Bởi đi bánh căm mà điền nhôm như vậy nữa thì trọng lượng xe nó giảm lắm. Và màu sắc của nó cũng rực rỡ như là một mẫu xe Thái đúng thực thụ luôn. Màu cam, cam lè luôn các bạn. Chói còn hơn cả cái quần Huy màu đỏ. Và hệ thống phanh thì Huy thấy cũng đã được nâng cấp với một đĩa brake test. Và đĩa này thì có giá cũng khoảng 8 triệu đồng. Đi kèm như là một con heo Rambo 4 bích monolock. Và giá con heo này Huy nói ra là hết hồn luôn. Hơn 30 triệu đồng cho một con heo. Kinh khủng chưa? Cho việc gắn hoàn chỉnh bắt buộc là phải chạy một cái bát nhôm CNC nữa các bạn. Mà bát nhìn cũng rất sắc sảo luôn, nhìn nó dày cụi luôn. Và nó cũng có một cái logo Rambo trên này. Bên cạnh đó, cái hệ thống truyền dầu lên trên cụm phanh cũng gọi là rất chao chuốt luôn. Dây dầu heo bấm đầu ơ, rất nhiều đầu bấm luôn. Đặc biệt tới cái đầu bấm sau tubi này. Và giá của nó là khoảng 10 triệu đồng cho một cái ngắt dầu như vậy. Và cái hiệu năng của nó mang lại là gì? Là nó được lấy những công nghệ trong đường đua MotoGP mang ra đây. Chúng ta có thể không cần canh gió lại khi tháo dầu ra hay thay heo luôn. Và vẫn giữ gió được bình thường mà cũng không sợ xì dầu luôn. Rất tuyệt vời nha các bạn. Đến hệ thống giảm sốc sau thì Huy thấy được cây ô liền các bạn. Và cây ô liền này đặc biệt là bình dầu nằm dưới, nên là chúng ta gắn như zin, không phải khoét gầm ngay vị trí này như những sản phẩm khác. Tuy nhiên thì nếu như thường thường Huy thấy ô liền lò xo thì nó là lò xo vàng, thì ở đây anh lại thích sử dụng lò xo đen hơn. Và khi các bạn đập hộp ô liền thì nó sẽ có hai lò xo tặng kèm, là một lò xo vàng là gắn trực tiếp trên đây và một lò xo đen nằm rời ở ngoài. Các bạn muốn thích gắn lò xo nào các bạn gắn. Và hiệu năng của nó, họ nói hiệu năng, nói về đẳng cấp đi, đẳng cấp của nó thì tầm quốc tế rồi nên là rất được anh em chơi xe ưa chuộng. Còn hiệu năng mang lại thì sao? Nhúng cực kỳ êm ái luôn. Các bạn có thể chỉnh được độ nén của lò xo nè, độ đàn hồi của phục nè, rồi độ hồi nhanh chậm của phục nè, rất nhiều công nghệ được trên nó. Và nếu như những chiếc xe độ khác, Huy thấy sử dụng ốc Titan GR5 hay nọ, hay ốc đồ ti cao cấp hơn, thì trên phiên bản này, trên mẫu xe này lại thay thế bằng ốc Salaya, chơi khác người nhưng rất đẹp các bạn. Nhìn rất là cân đối luôn. Nó không có quá nổi bật nhưng mà nó cũng không quá chìm. Nói đến một chiếc xe tay ga mà độ ống xả thì Huy thấy là cứ 10 chiếc hết 10 chiếc luôn các bạn. Go Forest, một dòng bô rất được ưa chuộng trên những mẫu xe tay ga luôn. Cái form thiết kế nó nhìn rất là đẹp và nó mang lại cái âm thanh rất là ấm, rất là uy lực luôn. Tuy nhiên trên chiếc này không phải là chỉ là gắn cái bô vô là xong rồi các bạn. Xe đã full bô xăng lửa rồi. Wow. Và nói về cái ECU thì ECU Zin nó được thay thế bằng ECU Habitat cho Huy coi điện thoại nha. Và giá của ECU này là khoảng 3 triệu đồng. Và so với ECU Zin thì nó có khả năng canh chỉnh chuyên sâu hơn, từ map xăng, map lửa này nọ nè, rồi sao nữa ta, rồi mở map vòng tua giúp xe gia tốc nhanh hơn rất là nhiều. Và đó là những cái hiệu năng ECU đó. Và giá nó là khoảng 3 triệu đồng nãy không biết. Rồi bên cạnh đó thì còn có một che két nước Titan để chữ Vario, nhìn rất đẹp luôn các bạn. Vừa che chắn được những cái vật mà cứng á, tác động vô két nước làm hư két, mà còn là một điểm nhấn cho một chiếc xe kiển đẹp tuyệt vời như thế này nữa. Wow. Thấy gì không? Đây là cây chân chống zin, chân chống sắt. Anh đã thay thế luôn bằng một chân chống CNC đến từ thương hiệu KN. Và chân chống này cũng có giá là khoảng hơn 1 triệu đồng. Ở bên cạnh đó còn một chi tiết KN nữa, đó chính là nắp bình xăng nguyên khối luôn các bạn, cũng đến từ thương hiệu KN, màu vàng nhìn rất nổi bật luôn. Và cái bình nắp bình xăng này nói thật với các bạn là người mà được thấy là chỉ có những anh đổ xăng thôi. Lúc mở cốp xe đổ xăng mới thấy được thôi, chứ đi ngoài đường có ai mà nhìn thấy được đâu. Nhưng mà cũng rất giá trị luôn các bạn. Hai món tới thương hiệu KN. Sau khi nói về hai món KN xong thì đây tới lúc phần hấp dẫn nhất, Huy sẽ test tiếng bô cho các bạn nghe xem như thế nào. Các bạn có thể thấy rất là ấm luôn các bạn, ấm cực kỳ. Thật sự lâu lắm rồi Huy mới được chiêm ngưỡng một chiếc Mix 125
đời đầu mà dọn cũng như thế này. Và Huy cũng cảm ơn workshop Minh Cương Đoàn, Đoàn Navigation để cho Huy cũng như là hai bánh có cơ hội để review nó. Và nếu các bạn yêu thích mẫu xe này, các bạn có những đóng góp ý kiến của bản độ này, các bạn có thể comment thật là sự phía dưới. Và đừng quên thao tác như thường lệ là like, subscribe và nhấn chuông để Huy hãy tìm hai bánh có thể bấm lượt để tìm những cái đồ khác. Còn bây giờ các bạn biết rồi đó, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.